rắc khanh tu nha ta vô a ca sát tha cha phùng mát tha đê qua na ga mất thi ca quân nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng rắc khanh tu ba ni nô a ca sát tha cha phùng mát tha đê qua na ga mất thi ca quân nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng rắc khanh tu nô sa đa. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí cú sa la cầm mang cách tắc bằng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su găng ca tăng dê sạch ta sanh nhi nô ạch thi dê cha sạch ta sanh nhi nô ca tăng quỳnh ngã phá lăng mây hằng sập bê pha ghi tha quanh tu tề về tăng ca tăng xui đi tăng đinh năng buồn nhã pha lần ma già về cha tát tha na cha nan ti đề qua gần tòa ni quê đa dùng sắp bề lô cầm ni về sát ta chi quanh ta ha ra tu ca ma nhuần năng phô cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta xa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân cầu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hộ tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phật con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt, hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng, hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các ngàn bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Karani yamata kusale na yang tang sang tang ba đăng afisa mekya sakko uchu chasu uchu chasu wacho chat sa mu do anati mani sang tut sakko chasu faro chat ba kích cho chasan lau ka wuti sang tình riyo chan hi ba ko cha ba gáp phô cú lê su anano gích thô na cha khuất đằng sa ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu ba rê u ba qua đầy dùng su khi nô qua khề mi nô hồn tu sắp bê sát ta pha hoành tu su khi tắt ta dê kê chi ba na phụ tạch thi ta xa qua tha qua ra qua ana qua xê xa đi kha qua về ma anh ta qua mạch chi rạch sa ca anu ca thù la địch tha qua về qua địch tha về cha đu rây qua san thi a vi đu rây phù ta qua sam pha huệ si qua sập bê sát ta phá hoành tu su khi tát ta
a ba rô ba rằng ni khúc bày tha nhà ti mình nhề tha cách tha chi năng cành chi già rô sa na ba ti kha sanh nhà nần nha mình nhặt sa đúc kha mít chi gia ma ta gia tha ni yang bụt tăng a du sa e ca bút ta ma nô rắc kê ê bầm bi sắp ba phù tê su ma na sang pha qua về a ba ri ma năng mét tình cha sắp ba lô cách mình ma na sang pha qua về a ba ri ma năng bụt thằng a thô cha tê ri dần cha a sâm ba thằng a huệ rằng a sa bát tăng tịch thằng cha rằng ni sinh nô hoa sa già nô hoa già qua tát sa qua ta mi ít thô ê tăng sa tình a thích thầy gia brahm ma mê tăng quy hà rằng ý tha mà hô địch thình cha anu ba gầm ma si lá hoa đạt sa nề na sấm bàn nô cà mê su quy này gia gầy thằng na hi cha tu gấp pha xây dân bu na rề tì tì người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành có khả năng phạt ngay thẳng và nhu thuận hiền hòa không kiêu mạn sống dễ dàng tri tục thanh đạm không rộn ràng lục căn luôn trong sáng trí tuệ càng hiển minh chuyên cận không quyền niệm không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền chê nguyện thái bình an nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thập cao không đồng đẳng hết thải chúng hữu tình lòng tự không phân biệt hữu hình hoặc vô hình đã sinh hoặc chưa sinh gần xa không kể xiết nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc đừng lừa đảo lẫn nhau chớ bất mãn điều gì đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi hoạn tượng như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình hãy phát tâm vô lượng cùng tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hại trên dưới và quanh mình không hẹp hòi quan trại không giận hờn hoàng thù khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh dựng từ bi này thân tâm thường thanh tịnh phạm hạnh chỉ là đây ai xả ly kiến thủ giới hạnh được tụ thành chánh tri đều viên mãn không ai nhiễm dục trần thoát ly đường sanh tử ý đằng quá ta mê buồn nhằn à sa quắc ca già qua hàng hồ tu nguyện cho phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô nguyện cho phước báo này đến cùng với quyến thuộc của chúng tôi nguyện cho ta hằng được sự an vui. Dạ Metta đã xong, Metta đã cùng với đạo tràng đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới ạ. Bây giờ thì sư cũng chưa có vào đạo tràng mà huynh kinh cũng chưa có vào đạo tràng luôn. Vậy thì Metta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, xin Metta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh nha.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của mấy ta không ạ? Dạ, xin cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn. Dạ, vậy mấy ta xin nhường mic lại cho cô nha. Dạ sa thú kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn sức trần đạo chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào chị Metta. Mến chào Hạnh Dung, mến chào Trang Thư, mến chào Thị Lâm, kính chào Sích Hiền Hòa, kính chào Như Hảo, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Tàm Quý, kính chào Thanh Tâm 456. Dạ, một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan tâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được hòa trì quy giới. Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Metta đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Không biết Bình Thót hôm nay có vấn đề gì không mà thấy đạo tràng chúng ta rất là vắng, và quý vị trong đạo tràng vào room có dễ dàng không? Và sao Nhật Quỳnh thấy suốt thời gian chị Metta tụng kinh rất là vắng, mà Nhật Quỳnh có điện thoại thỉnh ngài Trí Đức cũng không thấy ngài bắt máy. Và không biết sao, kính chào Quỳnh Kinh. Dạ, chị Bách Tà giàu vẻ dễ phải không? Trần Đạo giàu có vẻ dễ không Trần Đạo? Dạ, kính chào Quỳnh Kinh giàu đạo tràng vừa đúng lúc. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá. Dạ, bây giờ thì đã có Quỳnh Kinh giàu đạo tràng rồi, Trần Đạo có cầm mít được không Trần Đạo? Trần Đạo có cầm mít được không để cùng thỉnh Pháp Sư không? Nếu được thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của Trần Đạo ạ. Ồ, Trần Đạo bị cái đau cổ hả? Dạ được rồi, không sao. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được huynh kinh dạy đi chịu pháp ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ không sao được. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Brahma cha lo ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấm kha cha thi ca đề xê tu thâm măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê đình vị na danh cha ca dân sua tan cha băng thăng a phi thâm ma châm măng a cơ ta danh tơ ta tư sát cha đăng đăng ba bơ thà nay về bà đi xa cha mơ chê ê quang sa hâm bà tì râm ma phà ga quanh tăng a gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng bút thô cà ruồn nhảy na thì qua xa già tánh ha bút tha gia bà nây na mì gà đa dân ta tô gà tô bánh cha quát gia đa dô nây dê à măng ba dê si thăm ma tô ta tô ba phu ti sam bút thô à nu na khom ma đê sa năng ma gà quát xa nây đê xây
sê sa ta nan ác tha sịch tha căng tây na sa thu ai giờ phân tê tại sê tu thấm mà đề sa năng sa ba di tha ba đề sa gia anu cầm bầm bị ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mộc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường ăn vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhâm vương long gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm a tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tội mê cầu được trí tri vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nhật quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tôn thỉnh huynh kinh từ bi hoan hỷ đăng đàn để được đạo tràng học bài học ngày hôm nay. Nam mô bích tha giá và huynh có nghe được âm thanh của nhật quỳnh, nhật quỳnh kính mời huynh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Sang Ca Ya. Kính lễ chư tôn đức kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta đến buổi học tiếp. Tuần rồi chúng ta đã học xong phần tâm sở niệm, đó là tâm sở tính, đúng không? Phần nào xong sở tính. Tất cả những cái tổng quát những gì chi tiết về tâm sở tính. Chúng ta đã học xong, hôm nay chúng ta đi vào một cái tâm sở rất là quan trọng, một cái tâm sở mà vừa pháp học mà vừa là pháp hành. Nếu chúng ta nắm bắt được tâm sở này chính xác thì chúng ta có thể đi vào pháp hành một cách tương đối là dễ dàng. Trước khi vào buổi pháp học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ Tam Bảo Tấm Tắc. Samanta Chakavalesu Atragachantu Devata Sathamang Munirachasa Sunantu Sagamokkhadang Aman Sawanakalo Ayam Padanta Aman Sawanakalo Ayam Padanta Aman Sawanakalo Ayam Padanta Namota Sapagawato Arato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivadami
Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Manassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhammatulang Sassadhammakanuttamang Abhivadiyathasissang Abhidhammattasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ngã Giá. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta vào học cái phần chính thức, thì chúng tôi sẽ mời cô Nhật Quỳnh post bài Bali mới ngày trước, phần dễ hơn để quý vị lên đọc dễ hiểu hơn. Nam mô, xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Dạ, ở bên ngoài Nhật Quỳnh nó ồn quá nên không có nghe Quỳnh nói. Dạ, nên bị trễ nải. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta. Và âm thanh của Quỳnh hôm nay Nhật Quỳnh nghe hơi nhỏ. Dạ, Quỳnh có thể chỉnh âm thanh lớn một chút được không Quỳnh? Dạ, với lại nữa, dạ, kính mời Quỳnh đọc trước. Nhật Quỳnh bớt bài cho Quỳnh đọc trước để học trò đọc theo. Dạ, đạo tràng có đồng ý như vậy không? Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu và Nhật Quỳnh xin được xuống mất ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thầy không đọc, bây giờ học trò vị nào xuống phong đi. Chị Mát Ta, xuống phong đi chị Mát Ta. Dạ, thầy nói để thầy nghỉ để hơi chút giảng kìa. Chị Mát Ta có để dạ, chị Mát Ta xuống phong nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chị Mát Ta bị trục trặc gì rồi. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép vừa bớt bài vừa đọc luôn. Dạ, tại vì nói chung là hôm nay có tiếng Việt nên là cũng dễ nhớ và cũng đọc được. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép vừa bớt bài vừa đọc để quý vị chuẩn bị nha. Dạ, tâm sở tịnh hảo Somana. Ồ, có bàn tay chị rồi, kính mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính con kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng, kính chào Vinh Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thì cô cứ bốt bài đi rồi Metta đọc tới đâu thì Metta đọc tới đó nha. Tâm sở tịnh hảo So Pha Na Chê Tá Xí Cá có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành
Sô phá ná sa tha rá na có 19. Một, tính sát tha. Hai, niệm xá tí. Ba, tàm hí rí. Bốn là quý ốt tấp băng. Năm, vô tham á lô phô. Sáu là vô sân á đô xô. Bảy là hành xả tá trá mắt chát tá ta. Tám là tịnh thân ca giá bát sát thí. Chín là tịnh tâm chít tá bát sát thí. 10 là khinh thân, ca giá lá hú ta. 11 khinh tâm, chích tá lá hú ta. 12 nhu thân, ca giá mú đú ta. 13 nhu tâm, chích tá mú đú ta. 14 thích thân, ca giá cam manh nhá ta. 15 thích tâm, chích tá cam manh nhá ta. 16 thuần thân, ca giá ba gun nhá ta. 17 thuần tâm, chích tá ba gun nhá ta. 18 chánh thân, ca vú chú ca ta. Và 19 là chánh tâm, chích tú chú ca ta. Nhóm 2, giới phần quý rá tí vô bà chánh ngữ samma hòa trà. Hai chánh nghiệp samma cam man tô. Ba chánh mạng samma a chi vô. Nhóm 3, vô lượng phần áp bá manh nha có hai. Một là bi cá rú ba, xin đọc lại là cá rú na. Hai tùy hỷ mú đí ta. Nhóm bốn có một, đó là tuệ. Một tuệ quyền banh ninh trí á. Dạ, mấy ta xin hết ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng hiện diện trong room. Dạ, con kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc bài hôm ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Tâm sở tịnh hảo, so phá ná chê tasika có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành, so phá ná sa tha ra na có 19. Tính một, tính sát tha. Hai, niệm sát tí. Ba, tàm hí rí. Bốn, quý ót thấp bằng. Năm, vô tham á lô phô. Sáu, vô sân á đô xô. Bảy, hành xả thá tra mát chá thá ta. Tám, tịnh thân ca giá phát sát thí. Chín, tịnh tâm chittapassati. 10 khinh thân kayalahuta. 11 khinh tâm chittalahuta. 12 nhu thân kayamudutta. 13 nhu tâm chittamudutta. 14 thích thân kayakammanyata. 15 thích tâm chitta kammanyata. 16 thuần thân
Kaya Pagunyata 17 thuần tâm, Chitta Pagunyata 18 chánh thân, Kayuchukata 19 chánh tâm, Chittuchukata. Nhóm 2 giới phần Virachito Tiyo. Nhóm 3 1 chánh ngữ Sammavacha chánh nghiệp, Sammakammanto chánh mạng, Sammāajīvo. Nhóm 3 vô lượng phần Appamanya có 2 1 bi, Karuna 2 tùy hỷ, Mudita. Nhóm 4 có 1 tuệ quyền, Paññindriya, Paññindriya. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Giờ nếu có sai xin thầy sửa cho con, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Cho Nguyễn vào có nghe được âm thanh của Nhật Bình không? Dạ cảm ơn chị Meta. Cho Nguyễn có nghe được âm thanh của Nhật Bình không? Có đọc bài được không? Trần Đạo bữa nay thì không đọc bài được, không cầm mic được rồi. À nghe được có cầm mic được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu. Nhật Bình post bài lên cho Châu Nguyễn đọc. Này là chắc là Châu Nguyễn đọc rầu rào 10 điểm luôn đó. Chào chúc hả? Dạ, chào chúc thôi Như Quỳnh đọc trước nha. Dạ, Như Quỳnh xin được trả bài trước. Tâm sở tịnh thảo sơ Phanna chê tá xí cá có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tâm sở tịnh thảo biến hành sơ Phanna sa tha ra na có 19. Dạ, Nhật Quỳnh vừa đọc vừa bắt bài nên đạo tràng hoan hỷ cho chậm chậm chút ha. Một tính sát tha, hai niệm sát tí, ba tàm hi rí, bốn quý ốp tấp bằng, năm vô tham, a lô phô sáu vô sân, a đô sơ bảy hành xã, tát tam mắt chát ta ta, tám tịnh thần ca giáp bát sát thí, chín tịnh tâm chít tá bát sát thí. Không chịu lên là sao? Mười khinh thần ca giá lá hú ta, một khinh tâm chích ta lá hú ta, 12 nhu thần ca giá mô đu ta, 13 nhu tâm chích ta mô đu ta, 14 thích thần ca giá cầm manh nhá ta, 15 thích tâm chích ta cầm manh nhá ta. Mười sáu thuần thân ca giá ba guân nhá ta, 17 thuần tâm chích tá ba guân nhá ta, 18 chánh thân ca yút chút tá ca, 19 chánh tâm chích tích chút ca ta.
Nhóm 2, giới phần Viratiyo có 3, 1 chánh ngữ, Samma Vacha 2 chánh nghiệp, Samma Kammanto 3 chánh mạng, Samma Achivo. Nhóm 3, vô lượng phần Appamanya có 2, 1 bi, Karuna 2 tùy hỷ, Mudita. Nhóm 4 có 1, 1 tuệ quyền, Banh nhìn Riết giác. Dạ, Nhục Quỳnh đã trả bài xong. Dạ, Nhục Quỳnh có sai thì xin Quỳnh sửa lại. Dạ, dạ. Kính mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con chào Nguyễn, con kính bình lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Mata, cô Trần Đạo đã cho con biết tín hiệu. Xin phép được đọc bài. Tâm sở tịnh hảo, Sô Phá Ná Chê Tá Xí Cá, có 25, chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành Sô Phá Ná Xà Thà Ra Nà có 19. Một tính Sát Tha, hai niệm Sát Tí, ba tạm Hi Rí, bốn quý Ót Tắp Bằng, năm Vô Tham A Lô Phô, sáu Vô Sân A Đô Sô, bảy Hành Xã Tá Tra Mắt Chất Tá Tà, 8. Tịnh thần Kayapasati, 9. Tịnh tâm Chittapasati, 10. Khinh thần Kayalahuta, 11. Khinh tâm Chittalahuta, 12. Nhu thần Kayamuduta, 13. Nhu tâm Chittamuduta, 14. Thức thần Kaya Kamanyata, 15. Thích tâm Chitta Kamanyata, 16. Thuần thân Kaya Bhagunyata, 17. Thuần tâm Chitta Bhagunyata, 18. Chánh thần Kayuchukata, 19. Chánh tâm Chittuchukata. Nhóm 2, giới phần Viratiyo có 3, 1 chánh ngữ Samma Vacha, 12 2 chánh nghiệp Samma Kammanto, 3 chánh mạng Samma Ajivo. Nhóm 3, vô lượng phần Appamanya có 2, 1 bi, Karuna, 2 tùy hỷ, Mudita. Nhóm 4 có 1, tuệ quyền, Panindriya. Dạ, con đọc xong, con có sai, con nhờ thầy sửa. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ chắc hết người trả bài rồi Quỳnh ơi. Hôm nay xích Trần Đạo là không commit được rồi. Dạ Nhục Quỳnh thấy không, còn có Thi Lâm thì cũng không commit được. Dạ bây giờ Nhục Quỳnh xin thay mặt đầu ca anh Trang. Dạ kính mời Quỳnh Kinh lên đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính mời Quỳnh ạ.
Nam mô Bổn Thầy á, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà. Mới thấy thì làm đưa boss ấy, bấm lên mà không biết có lên không, nếu có lên thì lên, không lên thôi nha. Thì làm có lên không? Mới thấy thì làm bấm cái mic lên mà. Rồi nếu không lên thôi ha, bắt đầu chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào buổi học hôm nay. Hôm nay chúng ta đi vào một cái tâm sở rất là quan trọng. Tâm sở thứ hai là sati, là niệm. Quên ghi cho là sati niệm. Từ căn cái chữ chữ sa, căn là sa, từ căn cái chữ đó. Chữ đó có nghĩa, chữ sa có nghĩa là hồi nhớ, nhớ đến. Căn sa, hồi nhớ, nhớ đến. Và từ căn sa đó đó cộng cho cái chữ á, căn sa cộng chữ á thành ra sa tí. Đó thì càng xa là hồi nhớ, nhớ đến. Ghi chứ là càng xa là hồi nhớ, nhớ đến. Rồi từ cái xa cộng chữ á là sarati, tức là ghi nhớ, mang theo, là cái động từ ghi nhớ mang theo, là động từ sarati, ghi nhớ mang theo. Ghi nhớ phải cái ghi nhớ phải là mang theo, tức là ghi nhớ rồi mang theo những cái gì mình ghi nhớ là để không để cho bị lơ quên, tức là ghi nhớ mang theo. Rồi xuống dòng mình ghi chữ niệm hai chấm, rồi mình ghi bắt đầu mình định nghĩa rõ ra từ từ ha, mình lôi những cái ý nghĩa cho nó xác thực ra để chúng ta nắm được vấn đề. Niệm hai chấm. Rồi, giờ gặp đầu dòng cái. Hồi nhớ lại do gìn giữ. Vậy ý nghĩa thứ nhất á, hồi nhớ lại do gìn giữ. Hồi nhớ lại do gìn giữ, không có phải đi luôn câu ha. Hồi nhớ lại do cái sự do mình gìn giữ cái đề mục đó, vấn đề đó thì nó gọi là hồi nhớ lại do gìn giữ. Đúng rồi. Rồi, tôi dòng khiêu gợi đem trở lại tâm. Khiêu gợi đem trở lại tâm. Rồi, ý nghĩa tiếp theo là sự chú tâm hồi nhớ. Sự chú tâm hồi nhớ. Rồi, tiếp theo là mang trong tâm cái gì nghịch nghĩa với trạng thái nông cạn và lãng quên. Mang trong tâm cái gì nghịch nghĩa với trạng thái nông cạn và lãng quên. Mang trong tâm cái gì nghịch nghĩa với trạng thái nông cạn và lãng quên. Rồi, tiếp theo dòng ha, sự chú tâm xem như một khả năng. Sự chú tâm xem như một khả năng, phải một năng lực, phải chánh niệm chấm. Sự chú tâm xem như một khả năng, một năng lực, chánh niệm.
đó là những cái ý nghĩa mà từ cái trong cái bộ Thamma Sangani, từ bộ Pháp Tụ, người ta định nghĩa ra cho mình thấy cái chữ niệm có nhiều ý nghĩa như vậy. Tức là hồi nhớ lại do gìn giữ, chẳng hạn như mình ghi nhận, mình nhớ một điều gì đó là mình ghi nhận liên tục, gìn giữ cái đó để cho nó không bị lãng quên, thì ghi là hồi nhớ lại do gìn giữ. Khiêu gợi đem trở lại tâm, tức là mình khiêu lại lên cái đối tượng đó để cho nó trở lại với tâm liên tục vậy, ghi là khiêu gợi đem lại tâm. Rồi sự chú tâm, chú tâm cố gắng đặt tâm chú tâm để mình nhớ, hồi nhớ lại cái đối tượng đó. Ví dụ như hít vô, biết hít vô, thở ra, biết thở ra, mình chú tâm, mình ghi nhớ cái đối tượng đó, đối tượng hơi thở đó. Thì như vậy sự chú tâm hồi nhớ, rồi nó mang trong tâm cái gì mà nghịch nghĩa, tức là cái nào mà nghịch lại với cái trạng thái đó, tức là nghịch lại với cái trạng thái nông cạn, và nông cạn, cạn cợt, và thoáng qua, kêu là nông cạn, và lãng quên. Tức là cái sự lãng quên, sự nông cạn là đối nghịch với lại cái ý nghĩa của cái chữ niệm. Thì mang trong tâm cái nghịch nghĩa với cái trạng thái nông cạn và lãng quên, tức là cái ý thầm cũng nói như vậy. Rồi tiếp theo là ta nhấn mạnh cái vấn đề là sự chú tâm vào đối tượng đó, xem như một khả năng của niệm, một năng lực của niệm, và có thể đi tới trạng thái gọi là chánh niệm. Đó là những ý nghĩa của trong cái bộ Thamasangani ta nói như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục để thêm một số ý nghĩa khác ngoài cái đó nữa, cho nó rõ ràng hơn. Rồi chúng ta biết cái tâm sở niệm này nó rất quan trọng cho cái vấn đề mà tu tập về trong cái pháp hành, nhất là hành về tứ niệm xứ ha. Niệm rất quan trọng. Rồi xuống dòng mình đánh vào dòng tiếp. Rồi, ghi nhận phải nhận thức. Ghi nhận nhận thức. Châu Nguyễn hay giúp cho cô Quỳnh viết tiếp cho Châu. Ghi nhận, nhận thức. Rồi, xuống dòng tiếp. Tỉnh thức. Tỉnh thức. Đó, rồi Châu Nguyễn đánh cái mông lên rồi đó, ghi nhận, nhận thức. Xuống dòng đánh cái mông tiếp là tỉnh thức. Rồi xuống dòng đánh tiếp cái mông nữa là biết rõ thân, thọ, tâm, pháp. Biết rõ thân, thọ, tâm, pháp. Rồi, đúng rồi, tức là thêm một số ý nghĩa, tức là nói về cái chữ niệm này, tức có nghĩa là ghi nhận. Mình ghi nhận vấn đề, ghi nhận cái sự kiện đó đến. Khi sự vật, sự kiện, bất cứ đối tượng nào nó đến, thì chúng ta ghi nhận. Là cái chữ mà đơn giản nhất để mình hiểu, tức là ghi nhận. Và nhận thức, tức là nhận thức được vấn đề đó. Ghi nhận và nhận thức vấn đề đó một cách rõ ràng. Rồi tới mức độ cao hơn chút xíu là chúng ta phải cái tỉnh thức, tức là cái tâm mình phải có một sự mạnh mẽ, một sự sáng suốt, tỉnh thức. Và cao hơn nữa là mình biết rõ một cách sâu sắc nó về cả thân, thọ, tâm và pháp. Thì chúng ta đi rõ vào từ từ chi tiết càng ngày sâu sắc vô ha, để mình thấy được cái chữ niệm nó như thế nào. Rồi mình đánh hai cái bông bự ở đầu dòng đi, đó là xá tí là niệm á, xá tí. Nếu mà chúng ta khéo huấn luyện sẽ đưa đến túc mạng minh. Sa tí, nếu khéo huấn luyện sẽ đưa đến túc mạng minh. Quên là chữ Bali rồi. Đó là cái chữ Bali đó. Là túc mạng minh đó. Búp bê đi qua xa nút sa tí nhà năng. Búp bê đi qua xa nút sa tí nhà năng. Là túc mạng minh. Là khi mà mình luyện cái chánh niệm này với mức khéo léo đó, thì nó sẽ đạt được một cái gọi là túc mạng minh, là biết được nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ ha, túc mạng minh. Rồi có gì nắm được không, nắm được ý nghĩa này một cách rõ ràng không?
tức là một cái sự ghi nhận vấn đề, ghi nhận đối tượng, ghi nhận những sự việc đó đến, và nhận thức được cái đối tượng đó và tỉnh thức, biết một cách là một cách sáng suốt, tỉnh thức và biết rõ luôn sâu vào trong những cái trạng huống về thân, về thọ, về tâm, về pháp. À, và nếu mà mình luyện cái này mà tới mức độ cao sẽ đạt đến lúc mạng minh. À, thì đó là như vậy, là ý nghĩa về cái chữ niệm, để chúng ta nắm được ý nghĩa đó ha. Rồi tiếp theo là xuống dòng một cái đề tài khác, đặc tính của niệm đối với ác và thiện. Đặc tính của niệm đối với ác và thiện. Đặc tính của niệm đối với ác và thiện, hai chấm. Em ru rồi, nó mất tiêu rồi, chắc rớt mạng rồi này. Đặc tính của niệm đối với ác và thiện, hai chấm. Rồi, rồi trong quyển chứ ha. Rồi xuống dòng A, chữ A đó, A đầu dòng A. Đối với ác pháp, đối với ác pháp, gạch đầu dòng, gìn giữ không cho các ác pháp sinh khởi, gìn giữ không cho các ác pháp sinh khởi. Rồi, xuống dòng gạch tiếp, đây dòng tiếp. Niệm diệt các ác pháp đã sanh. Niệm diệt các ác pháp đã sanh. Rồi, xuống dòng B nhỏ. Đối với thiện pháp. Đối với thiện pháp. Dòng cái gìn giữ không cho các thiện pháp bị bỏ quên, gìn giữ không cho các thiện pháp bị bỏ quên. Rồi bây giờ người ta dòng tiếp, để các thiện pháp được hiện khởi liên tục, để các thiện pháp được hiện khởi liên tục. À, rồi, tức là đây là đặc tính của niệm, à, nó đối với ác và thiện. Thì khi mà cái niệm mà đối với ác pháp đó, thì nó làm một cái phận sự là nó gìn giữ không cho các ác pháp được sinh khởi. À, tức là mình giữ chánh niệm liên tục, giữ niệm liên tục, và không để cho những ác pháp sinh khởi. À, và nếu mà mình niệm vậy mà ác pháp vẫn sanh khởi được thì mình niệm mạnh lên nữa để mà diệt ác pháp luôn, và những ác pháp nó sanh khởi đó nó sẽ bị vậy, bị cái niệm này diệt, nó diệt ác pháp nó sanh. Thì đó là đặc tính của cái niệm khi mình sử dụng nó, nó giống như là một cái bụi bối của mình ha, để mình đi vào trong cái con đường đạo lộ tu học. À, đối với ác pháp là gìn giữ không cho ác pháp sanh khởi, mà khi nó sanh khởi là mình niệm để mình diệt nó luôn. Đó là vấn đề thứ nhất là đối với ác pháp. Rồi vấn đề thứ hai là đối với thiện pháp, thì khi niệm là nó gìn giữ không cho các thiện pháp bị bỏ quên, bị lãng quên, bị sao lãng. Tức là mình gìn giữ cái những cái thiện pháp nó phát sanh, và khi mình giữ chánh niệm về, mình cố gắng mình niệm liên tục giữ những cái thiện pháp, à, cho nó được tồn tại, nó được duy trì.
và nữa là để cho các thiện pháp nó được sanh khởi, nó phát sanh liên tục, nó không bị gián đoạn, không bị những ác pháp xen chánh niệm liên tục như vậy, để tạo được những cái thiện pháp không bị đứt đoạn, không bị tách rời. Đó là đặc tánh của niệm. Nếu mà chúng ta tu tập niệm với một cách đúng đắn thì nó sẽ như vậy. Rồi, quý vị có nắm được không ạ? Alo, cho biết về sao cái bông lên đi. Hiểu không? À, xa đúng không? Dễ ở phải không? Đâu có gì đâu khó. Ông Sít Bê Ta, Sít Trần Đạo, Hạnh Dung, Châu Nguyễn, vân vân. Dễ ở phải không? Dễ hiểu học thì mình đi vấn đề mình đặt nha, mình đặt rồi ra cái mình thấy dễ, không có gì khó. Rồi tiếp theo là thực trạng của niệm, thực trạng của niệm, vấn đề đề tài chính, thực trạng của niệm. Rồi xuống dòng, gạch lại dòng. Không quên, không quên. Thực trạng của em không quên, xuống dòng gạch lại dòng là không quên. Xuống dòng gạch tiếp, dòng tiếp là không trôi nổi như tưởng, không trôi nổi như tưởng. Rồi xuống dòng gạch lại dòng, ghim sâu phải, chìm sâu phải, ghi nhớ sâu, ghim sâu, ghim sâu vô đó, chìm sâu, chìm vô đó sâu, ghi nhớ sâu, ghim sâu, chìm sâu, ghi nhớ sâu. Rồi đúng rồi, đó là nói về thực trạng, tức là cái trạng thái thực tại, trạng thái thật của cái niệm đó, tức là nó không quên, tức là khi mà có niệm tức là không có bị quên lãng, không có bị là lạc đề mục. Thì như vậy khi nào mà mình bị quên, mình bị lạc mất cái đề mục chính thì coi như chúng ta đã bị thất niệm, mất niệm. Cho nên thực trạng của niệm trước tiên là phải là không quên, luôn luôn có cái sự biết mình là không có quên. Và thứ hai là nó không có trôi nổi như tưởng. Tưởng cũng là một trạng thái nhớ lại, nhưng mà nó không phải là nhớ như là cái niệm, mà nó là chỉ là nhớ là những gì đã quá khứ, những chuyện đã qua, nó nhớ tới rồi nó lướt qua, lướt nó không có, nó trôi nổi trong cái rất là nhiều vấn đề nó bị trôi nổi, nó không có ghim sâu như cái niệm. Cho nên không trôi nổi như tưởng. Rồi ghim sâu vào, chìm sâu vào, ghi nhớ sâu vào đối tượng, tức là khi mà chúng ta có niệm, tức là cái trạng thái tâm của mình phải ghim sâu vào trong cái đối tượng đó, chứ không phải hời hợt trôi nổi. Phải ghim sâu vào, chìm sâu vào, phải nhớ thật sâu vào trong cái này đó. Cho nên chúng ta khi mình hiểu được ý này, khi chúng ta tập về niệm thì chúng ta phải tác ý là mình ghim sâu vào đối tượng, mình ghi nhớ thật sâu vào trong đối tượng, chứ không phải hời hợt. Chúng ta còn hời hợt thì chưa có gọi là chúng ta có niệm. Thì như vậy nó là thực trạng của niệm, là không quên, không trôi nổi như là tưởng, ghim sâu, chìm sâu, ghi nhớ sâu. Rồi tiếp theo là niệm và chánh niệm, niệm và chánh niệm. Rồi cũng dòng mình ghi chữ xá tí là niệm, xá tí niệm. Rồi xuống dòng ghi xăm ma xá tí là chánh niệm, xăm ma xá tí là chánh niệm.
hai cái chữ này nó khác nhau rõ ràng ha. Sá tí là niệm, samma sá tí là niệm, mà samma là chánh, samma sá tí là chánh niệm. Thì như vậy hai cái này nó có cái sự khác biệt nhau chứ không phải là giống nhau. Là từ đó chúng ta đọc cái câu này, rồi sẽ bắt cái câu bài liền lên. Rồi bây giờ có thấy không? Thấy cái câu hiện lên không? Đọc đơn quý vị thấy được không? Thấy không? Ok. Rồi cái câu này là cái câu Ittha Phikkhave Phikkhukaye Kayanumassi Viharati Atabi Sambacchano Satima Vinayaloke Afichado Manasang. Được chưa? Rồi câu này có ý nghĩa là ở đây này các tỳ khu, tỷ khu sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác. Rồi cái chỗ mà Satima này đó thì có sách thì nó dịch là chánh niệm, nhưng mà thật thì cái chữ Sati là chỉ là niệm thôi. Thì có sách, một số sách là dịch là chú tâm ghi nhận, à, nó chính xác hơn. Bởi vì cái Sati chưa có chữ Samma trước thì không thể gọi là chánh niệm được. À, thì như vậy là chú tinh cần, tỉnh giác, chú tâm ghi nhận để chế ngự tham ưu ở đời, à, là trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây, à, Đức Phật nói về cái chữ Satima chứ không nói về Sammadhi, Sammasati, à, chỉ nói về đây là niệm, à, là bước đầu để đi đến cái vấn đề mà thành tựu chánh niệm. À, thì như vậy, à, rõ ràng chúng ta thấy là nó có sự khác biệt như vậy. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, à, chúng ta thấy lúc đó Đức Phật nói về bát chánh đạo á, thì lúc đó ngài mới dùng cái chữ là samma sati, à, lúc đó mới dùng cái chữ samma ghép vô, samma sati là chánh niệm. À, thì như vậy rõ ràng chúng ta thấy là khi mà đạt tới cái bát chánh đạo á, thì lúc đó mới gọi là samma sati là chánh niệm. Đó là có sự khác biệt như vậy. Thì như vậy cái chữ niệm mà mình xuống dòng mình ghi niệm, đánh đầu dòng ha, lấy cái bông đầu dòng ha, niệm hai chấm. Ghi nhận phải ghi nhớ đơn thuần, ghi nhận ghi nhớ đơn thuần, mở ngoặc cả tục đế lẫn trần đế. Đấy, lẫn chẳng đấy, đúng rồi, xuống dòng đánh rồi qua thị rồi dòng ha. Chánh niệm nãy là niệm, giờ tới chánh niệm, ghi nhận rõ, biết rõ chân đế pháp, ghi nhận rõ biết rõ chân đế pháp vô thường, khổ, vô ngã. À, tức là chúng ta sẽ thấy hai cái sự khác biệt giữa niệm và chánh niệm. À, tức là niệm, tức là khi chúng ta có niệm, tức là mình có cái sự ghi nhận, mình sẽ có sự ghi nhận, ghi nhớ một cái thuần thôi. À, có thể là tục đế mà cũng có thể là chân đế, nhưng mà nó chỉ là đơn thuần mình ghi nhận, mình biết như vậy thôi. Nhưng mà khi mà đạt tới cái chánh niệm đó thật sự đó, thì nó sẽ là một sự ghi nhận rõ và biết rõ về chân đế pháp một cách thật sâu sắc, tức là biết rõ về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của các pháp. À, thì khi nào mình đạt tới cái tình trạng này thì chúng ta mới có được cái chánh niệm, còn không chúng ta chỉ đang trong cái trạng thái tập niệm như vậy thôi, à, những ghi nhận nhận đơn thôi, à, có tục đế có, trần đế có, à, và tạm thời, à, chúng ta hiểu như vậy chút xíu cho đi lần lần đi sâu vào nữa ha. Rồi xuống dòng, rồi khi mình học được về niệm, về chánh niệm, bây giờ chúng ta học về tà niệm để mình phân biệt được cái đúng cái sai. À, tà niệm à,
niệm là mitcha sati. Tà niệm là mitcha sati, tức là ghi nhận sai lệch, ghi nhận sai lệch phải, ghi nhớ lệch lạc phải, tưởng lầm lẫn, à là những cái nghĩa như vậy. Ghi nhận sai lệch, ghi nhớ lệch lạc, tưởng lầm lẫn. À, là ý nghĩa của cái chữ là mitcha sati, tức là ghi nhận mà ghi nhận sai lệch, ghi nhận lệch lạc mà không đúng sự thật ha, và tưởng lầm lẫn, tưởng một cách sai lệch lầm lẫn. Thì như vậy mình đánh qua thị bự cái đầu dòng ha. Tà niệm chắc chắn không phải do tâm sở niệm điều dẫn. Tà niệm chắc chắn không phải do tâm sở niệm điều dẫn. Tà niệm chắc chắn không phải do tâm sở niệm điều dẫn, mà do tâm sở tưởng phối hợp, mà do tâm sở tưởng phối hợp. Mà do tâm sở tưởng phối hợp với tham, sân, hoặc si và tà kiến sai sử. Mà do tâm sở tưởng phối hợp với tham, sân, hoặc si và tà kiến sai sử. Rồi, đúng rồi. Tức là ở đây chúng ta phải biết chắc chắn rằng cái tâm chẳng đem lợi ích chi. Rồi, xuống dòng, gạch từ dòng tiếp. Trì giới không phải thiện pháp vì nó trói buộc đời sống chúng sanh. Vì không phải thiện pháp vì nó trói buộc đời sống chúng sanh, à, đó là tà niệm. À, trì giới không phải thiện pháp vì nó trói buộc đời sống chúng sanh. Rồi xuống dòng, vào dòng tiếp. Tham thiền chả lợi ích gì, chết là hết. Tham thiền chả lợi ích gì, chết là hết. À, tức là những cái tà niệm mà về thiện mà nó cho là bất thiện, à, tức là thiện chẳng hạn như là bố thí, thì nó là bố thí, cái tư tưởng tà niệm nó sẽ khởi sanh là cho bố thí này trả kết quả gì đó, à, làm bố thí giúp người này kia chẳng qua, à, ham danh háo lợi vân vân, hoặc là những cái sự bố thí để mong cầu được cái gì đó, thì những cái bố thí đó sẽ không kết quả gì hết, chẳng đem cái lợi ích gì. À, và trì giới thì cũng không phải là thiện pháp, cũng không phải là tốt đẹp gì, bởi vì cái thiện pháp, cái trì giới này nó trói buộc chúng sanh, nó làm chúng sanh bị trói buộc vào trong những cái giới luật vậy. À, rồi tham thiền cũng chả lợi ích gì hết. À, tu thiền chi mỗi lưng đau chân nhức mỏi chết cũng hết, chết là hết. Vì vậy đó là những tà niệm mà nó chỉ là về thiên mà nó cho là bất thiện, đó là một số thí dụ như vậy. Rồi xuống dòng, mình đánh qua thị đầu dòng. Bất thiện cho là thiện, à những cái bất thiện mà nó cho là thiện. Bất thiện cho là thiện, xuống dòng rồi đầu dòng. Là những thí dụ nè. Thuốc cho bệnh nhân chết vì thấy để sống thêm sẽ khổ, cho chết tốt hơn.
thuốc cho bệnh nhân chết, vì thế để sống thêm sẽ khổ, cho chết tốt hơn. Cho chết tốt hơn là khổ vì sống gì vậy? Chết sẽ thuốc cho bệnh nhân chết vì thấy để sống thêm, để cho người sống thêm đó, sẽ khổ. Thuốc cho bệnh nhân chết vì thấy để sống thêm sẽ khổ, tức là cho người đó sống thêm sẽ khổ, cho chết thì tốt hơn. Câu của Châu Nguyễn đúng á, theo câu Châu Nguyễn thì cho nó rõ rồi. Xuống dòng: cướp người nghèo ý, cướp người giàu mà giúp người nghèo, cướp người giàu mà giúp người nghèo. Cướp người giàu giúp người nghèo chấm 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 ha. Tư vấn cái tư tưởng tà niệm mà về cái bất thiện mà nó cho là thiện, chẳng hạn như bệnh nhân bệnh này kia nọ thấy đau khổ quá, nó thôi thì thuốc cho người này chết luôn để cho người này sống thêm khổ sở thêm, nó vừa chết thì tốt hơn, yên lành hơn, không còn bị đau đớn khổ sở như vậy. Thì nó nghĩ như vậy, cái tâm cái tà niệm nó nghĩ như vậy và nó thực hiện cái việc giết chết người đó mà nó cho nó là tốt, cho là thiện. Hoặc là có những trường hợp như vậy, thì cái này là những cái thí dụ để mình sẽ thấy được những cái thí dụ khác. Hoặc là thí dụ như trường hợp mà người ta bệnh người ta nằm đó, giờ rút ống là chết đó. Thì tà niệm chúng ta cũng có thể sanh khởi như vậy, rút ra cho chết còn hơn để nằm đó. Thì đó là khi mà mình đã giết một người, một đối tượng, một chúng sanh có thức tính là chúng ta đã làm một cái việc bất thiện, nói gì nói cũng là bất thiện chứ không thể nói là thiện, nhưng mà tà niệm thì nó sẽ cho là thiện. Cho nên khi mà làm những việc như vậy thì được gọi là tà niệm. Rồi những cái trường hợp mà những người mà ta đi cướp của những người giàu, làm những việc cướp của những người giàu để mà lấy số tiền đó để giúp lại người nghèo, thì nó nghĩ như vậy là tốt, là đúng, là thiện. Thì bất thiện mà nó cho là thiện thì như vậy cũng là tà niệm. Ở đây chúng ta phân biệt rõ cái vấn đề tà niệm là như vậy. Còn cái vấn đề pháp đời thì người ta muốn nghĩ sao ta nghĩ ha, cái đó là cái chuyện của pháp đời là tà niệm. Nhưng ở đây chúng ta nói theo chân pháp, về bản thể của pháp, đó là vấn đề như vậy, là tà niệm. Nó là những cái thí dụ điển hình như vậy để chúng ta từ đó suy luận ra những giáo như những cái vấn đề khác ha. Rồi quý vị đâu nắm được không ạ? Cho biết đây, cho xin các ông đây. Alo. Rồi ha, ok. Rồi tiếp theo tà niệm rồi phải không? Rồi bây giờ tới thất thất niệm. Mình học tà niệm rồi mình học tới cái thất niệm. Thất niệm thì đơn giản hơn chút. Thất niệm giữ vali này viết luôn. Vali thất niệm là sammohasati. Sammohasati là thất niệm. Tâm mô hát sát đi. Phú Quỷ Quy Nhân mới vô không? Dạo này lo đi chơi quá, không chịu học hành gì hết rồi ha. Quy Nhân Đà Nẵng gì đó.
thất niệm sammohassati. Kính dòng đồng thất niệm sam cho thành cái chữ dấu cười vậy. Kính dòng là dòng mất đi sự ghi nhớ, mất đi sự ghi nhớ. 7. Mê muội, mất đi sự ghi nhớ phải mê muội. 8. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng phóng dật là chi pháp, phóng dật là chi pháp. 9. Tức là thất niệm á, là tức là một cái trạng thái tâm mình á, nó bị mất đi, mất cái sự mà ghi nhận, sự ghi nhớ. Tâm mình nó rơi vô cái trạng thái giống như mê muội, tức là không còn biết cái pháp thực tại nó đang hiện hữu. Mình bị quên lãng, bị rơi vô trạng thái là có thể nói là không còn biết gì hết, là mất đi cái sự ghi nhớ đó. Thì như vậy là chúng ta thất niệm. Những ngày như mình đang niệm hay thở vô thở ra, cái tự nhiên mình lạc mất cái đề mục, nó tâm mình nó mơ mơ màng màng ha. Thì bây giờ chúng ta bị mất đi cái sự ghi nhớ, bị mê muội. Rồi cái tâm sở thất niệm là cái sự phóng dật, nó là chi pháp, tức là tâm sở phóng dật nó làm cho tâm mình phóng lạc mất đề mục. Thì phóng dật là chi pháp của thất niệm sammohassati. Rồi tiếp theo học cái đề mục tiếp là niệm là tâm sở tịnh hảo. Niệm là tâm sở tịnh hảo. Dòng gạch đầu dòng cái có mặt trong các tâm tịnh hảo, có mặt trong các tâm tịnh hảo. Rồi xuống dòng gặp lại dòng tiếp với tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí, với tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí. Hai chấm. Với tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí. Hai chấm. Niệm chỉ ghi nhận các pháp tục đế, niệm chỉ ghi nhận các pháp tục đế. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng với tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí. Hai chấm. Cái niệm chỉ ghi nhận các pháp tục đế, không có gạch đầu dòng nha, nó chỉ là cái hai chấm của cái câu trên ha. Rồi cái tiếp theo mới là gạch đầu dòng với tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí. Hai chấm. Niệm ghi nhận được thực tính pháp, niệm ghi nhận được thực tính pháp. Rồi tiếp theo gạch đầu dòng cái với tâm đáo đại, với tâm đáo đại. Hai chấm. Với tâm đáo đại. Hai chấm. Chúng Quỳnh té à, vô mới vô à. Với tâm đáo đại. Hai chấm. Máy té lên té xuống hoài.
với tâm lão đại, hai chấm. Rồi, niệm hỗ trợ cho định được vững mạnh, mở ngoặc, niệm lực, đóng ngoặc. Niệm hỗ trợ cho định được vững mạnh, mở ngoặc, niệm lực, đóng ngoặc. Niệm hỗ trợ cho định được vững mạnh, mở ngoặc, niệm lực, đóng ngoặc. Rồi, đúng rồi. Rồi, xuống dòng, gạch dòng tiếp. Với tâm siêu thế, hai chấm. Với tâm siêu thế, hai chấm. Niệm trở thành một trong bát chi đạo, tức chánh niệm. Niệm trở thành một trong bát chi đạo, tức chánh niệm. Với tâm siêu thế, niệm trở thành một trong bát chi đạo, tức chánh niệm. Niệm trở thành trong bát chi đạo, thành một trong bát chi đạo, trở thành một trong tám chi đạo, tức chánh niệm. Đúng rồi, cái niệm đó là cái vấn đề mà chúng ta nói về cái niệm là tâm sở tịnh hảo. Cái chủ đề niệm là tâm sở tịnh hảo, bởi vì những cái tâm sở niệm này á, nó có mặt trong tất cả các tâm thuộc về tịnh hảo. À, chúng ta đã học về tâm xong hết rồi, mình biết ha, về cái tâm tịnh hảo là gồm có những tâm dục giới tịnh hảo, tâm đáo đại và tâm siêu thế. Thì đó là những cái tâm thuộc về tịnh hảo. Thì tâm sở niệm này nó có mặt trong tất cả các tâm tịnh hảo. Rồi bây giờ mình mới lôi ra từng từng loại ha. Với tâm thiện mà dục giới tịnh hảo mà ly trí á, tức là cái tâm thiện mà không có trí tuệ, tức là không có sở hữu vô si, tức là trí đó. Thì với cái tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí á, mà mình có, nó có niệm luôn đó, nó vẫn có niệm, nó vẫn có tâm sở niệm luôn đó. Và cái tâm sở niệm này nó chỉ là một cái nhiệm vụ, nó chỉ ghi nhận những cái pháp mà thuộc về tục đế mà thôi. À, bởi vì nó ly trí, nó không thể nào ghi nhận được các pháp thuộc về chân đế. À, cho nên với tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí, cái niệm nó chỉ làm cái phần sự là ghi nhận các pháp thuộc về tục đế. Chẳng hạn như giờ mình đi đứng nằm ngồi vân vân, tìm đi dơ bước đụng đạp, chẳng hạn như những cái gì tập thiền đó đó. Ví dụ như là phải bước trái bước phải bước, thì lúc đó cái tâm mình nó ghi nhận cái niệm, ghi nhận những cái pháp như vậy đó, thì cái đó là thuộc về niệm có mặt chỉ trong cái thuộc về cái tâm thuộc về ly trí, tức là chưa thấy được thực tính pháp. Cho đến khi nào mà chúng ta đạt được thấy được thực tính pháp đó, thì lúc đó là tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí nó mới làm việc. Thì khi nó có trí tuệ, nó mới niệm, nó mới thấy được thực tính pháp, mà mới thấy được cái bản thể của pháp. Còn không, nó chỉ là nó nằm trong cái phạm vi của thuộc về dục giới, thuộc về ly trí, tâm thiện dục giới ly trí mà thôi. Cho nên mình phải biết rõ như vậy. Và muốn có trí tuệ, muốn có được vào cái tâm thiện dục giới tình hảo hợp trí, mình phải có như lý tác ý và yoniso manasikara. Đó là cái vấn đề mà mấu chốt mà để mình đưa từ cái tâm thiện dục giới tình hảo ly trí, cái niệm nằm trong đó, mà chuyển qua cái vấn đề hợp trí, thì chỉ có một cách duy nhất là phải khéo tác ý để làm thế nào cho tâm mình nó ghi nhận đúng pháp và nó rơi vào trong cái trường hợp là hợp với trí tuệ. Còn không là chúng ta cứ tu tập thiền theo kiểu ly trí miết như thế này, mãi ly trí hoài thì cũng chả tới đâu hết. Đó là cái quan trọng là chúng ta phải thấy được vấn đề như vậy. Còn riêng về với tâm đáo đại á, là những cái tâm thiền á, sắc giới vô sắc giới á, thì tâm thiền á, thì nó lấy cái định làm chính. Cho nên cái tâm sở niệm trong đó nó hỗ trợ cho cái định.
nó ghi nhớ các pháp hỗ trợ cho định được vững chắc vững mạnh, thì nó đạt tới một cái tình trạng gọi là niệm lực, tính tấn niệm định tuệ, đó là năm năm quyền là năm lực á. Thì trong tâm đạo đại thì cái tâm sở niệm nó trở thành niệm lực. Còn về tâm siêu thế đó, đối với tâm siêu thế là tâm đạo tâm quả đó, thì lúc này cái tâm sở niệm này nó trở thành một trong bát chi đạo, tức là nó thành chánh niệm, nó không còn là niệm thông thường nữa mà đạt tới một cái tình trạng là tối cao, tức là thuộc về chánh niệm, tức là một trong bát chánh đạo. Và với tâm siêu thế đó, bát chánh đạo á là có mặt đầy đủ, tức là không thiếu một chi đạo nào hết. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có mặt đồng lúc một tâm đạo tâm quả. Nó xâm đồng lúc như vậy, chứ không phải là lúc có một chi này rồi mấy chi kia không có. Như vậy là trong tâm siêu thế có đầy đủ một lúc tám chi đạo, tức là bát chánh đạo đồng sanh cùng lúc trong tâm đạo tâm quả. Thì như vậy với tâm siêu thế nó có một cái đặc biệt như vậy mới gọi là bát chánh đạo. Quý vị nắm được không ạ? Rồi, hiểu phải không? Dễ không có gì không? Ok, dễ, ôi không có gì không? Xà thú, xà thú. Rồi, tứ ý nghĩa. Tiếp theo chúng ta nói về tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa. Một, trạng thái là cách tỉnh thức không sơ ý, không trôi nổi. Đó là trạng thái. Cách tỉnh thức không sơ ý, không trôi nổi. Trạng thái cách thức, cách tỉnh thức chứ không phải chấp. Cách tỉnh thức không sơ ý, không trôi nổi. Cách CACH, cách tỉnh thức không sơ ý, không trôi nổi. Cách chứ không phải chấp. Rồi, hai, phận sự, ghi nhớ, làm cho không quên, ghi nhớ, làm cho không quên. Ba, sự thành tựu, trao dồi tâm kháng khích với cảnh, trao dồi tâm kháng khích với cảnh, phải canh giữ bảo vệ sáu căn, trao dồi tâm kháng khích với cảnh, phải canh giữ bảo vệ sáu căn. Trao dồi tâm kháng khích với cảnh, phải gác canh giữ bảo vệ, canh giữ bảo vệ sáu căn. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Trọng Nguyễn, đúng rồi. Canh giữ bảo vệ sáu căn. Rồi, tu dòng số 4 là nhân cần thiết, là biết vững chắc. Biết vững chắc. Đó.
Rồi, đúng rồi, đó là bốn ý nghĩa. Thứ nhất là về trạng thái, tức là cái cách tỉnh thức. Trạng thái của cái tâm sở niệm là có cái sự tỉnh thức và không có bị sơ ý, không có bị lãng quên và cũng không có trôi nổi hết cảnh này tới cảnh khác, không có bị trôi nổi. Và phần đó là nó làm phần sự là ghi nhớ, ghi nhận và làm cho không có bị quên. Thì đó là phần sự. Rồi sự thành tựu của nó là nó trao dồi được cái tâm của mình, nó khăng khít, nó liên tục với cảnh, thì được gọi là sự thành tựu của nó. Và nó canh giữ, luôn luôn nó canh giữ, phòng hộ, bảo vệ, bảo trì, bảo hộ là sáu căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Thì cái sự thành tựu đó là có một cái sự luôn luôn là bảo vệ, luôn luôn một cái sự mà là canh phòng cẩn mật về sáu căn đó. Thì mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, lưỡi nếm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc, ý bắt cảnh pháp. Thì tâm nó luôn luôn có cái tâm sở niệm này, nó luôn luôn có một cái phần sự là thất niệm, đó là một cái sự thành tựu, nó bảo vệ sáu căn như vậy. Và cái nhân cần thiết đó là phải có một sự biết một cách vững chắc, tức là biết không có bị là yếu, không có bị là lay động, không có bị rơi rớt, cho nên phải tu tập cái sự biết một cách vững chắc, thì lúc đó cái tâm sở niệm chúng ta mới trở nên vững mạnh được. Thì như vậy đó là bốn cái ý nghĩa của cái tâm sở niệm. Đó là như vậy. Rồi, niệm trong tứ niệm xứ. Niệm trong tứ niệm xứ. Một, niệm thân. Hai chấm. Một, niệm thân, hai chấm. Ghi nhận cả hai pháp, tục đế và chân đế. Ghi nhận cả hai pháp, tục đế và chân đế. Hai, niệm thọ tâm pháp, hai chấm. Niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hai chấm. Ghi nhận toàn chân đế. Ghi nhận toàn chân đế. Tức là cái niệm trong cái tứ niệm xứ á, thì khi mà nói về niệm thân á, thì khi mà chúng ta tu tập về niệm thân thì nó có hai cái vấn đề. Tức là chúng ta có thể ghi nhận cả hai về tục đế và chân đế, chẳng hạn như là hít vào thở ra, đi đứng nằm ngồi vân vân, thì chúng ta có thể bị dính vào trong vấn đề tục đế cũng có, và chúng ta bắt được pháp chân đế cũng có. Nhưng mà riêng về niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á, thì khi mà bắt được vấn đề này nó hoàn toàn là chân đế. Ví dụ như cảm thọ sẽ lên là thuộc về chân đế. Ví dụ thọ khổ, thọ lạc nó sẽ lên, thì chúng ta ghi nhận những cái cảm thọ đó thì nó thuộc về pháp chân đế. Niệm tâm của bạn, tâm sanh lên, tâm tham sanh lên, tâm sân sanh lên, hay là tâm không tham hay tâm không sân, thì nó cũng thuộc về pháp chân đế. Và niệm pháp của bạn, đó là pháp chân đế. Thì như vậy niệm thân thì có cả hai là tục đế và chân đế, nhưng mà niệm thọ thì tâm thì chỉ toàn chân đế thôi. Cho nên mình phải nắm rõ cái vấn đề như vậy. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ học về vấn đề sơ lược về tứ niệm xứ. Sơ lược về tứ niệm xứ. Sơ lược về tứ niệm xứ. Dòng niệm một là niệm thân, một là mạng lớn, niệm thân. Có sáu mục
niệm thân của 6 mục 2 chấm. Xuống dòng 1 hơi thở, hai đại quan nghi, ba tiểu quan nghi, bốn 32 thể trược, 4, 32 thể trược, chia làm 2 nhóm. Dòng A và nhóm đất, nhóm đất, Bathavi, Tha Túc. Nhóm đất Bát Quy Tha Tú là địa đại. Em post cái này lâu cho quý vị là không thử được nha. Bát Quy là 1 đây số 20 đó là địa đại, là từ số 1 cho tới số 20. Rồi chúng tôi sẽ có tiếp luôn cho nó gọn ha. Giúp lại chút. Rồi nhóm nước là từ số 21 cho tới số 32. Quý vị thấy được hết đâu ạ? À? Alo. Thấy được không ạ? Thấy hết không? Rồi được rồi không? Ok, rồi bây giờ tới chúng ta có được 32 cái thể trược nè. Tiếng Bali có tiếng Việt có. Thì nhóm nước là thể đúng rồi, có Bali tiếng Việt có. Thì giờ trong lúc này thì cho nghỉ sơ hơi chút xíu ha, mời quý vị lên đọc 32 cái thể trược này ra, quý vị đọc cho nó nắm được cái vấn đề này chút xíu ha. Rồi, chúng ta nghỉ sơ hơi chút xíu rồi chúng ta học tiếp thêm phần nữa. Rồi xin mời quý vị nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính chào huynh kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, mà ta cũng xin đọc 32 thể trược. 1. Kê Sa là tóc, mọc trên da đầu. 2. Lô Ma là lông, mọc toàn da thân. 3. Ná Kha là móng, mọc 10 đầu ngón tay, 10 ngón chân. 4 là Đan Ta là răng, mọc 2 hàm răng trên và dưới. 5 là Tá Cô là da bao bọc toàn thân. 6 là Măng Xăng là thịt dính với xương. 7 là Ná Ha Rú là gân có toàn thân. 8 là Át Thí tức là xương. 9 Át Thí Minh Trăng tủy trong ống xương. 10 là Quắc Căng thận. 11 Há Đá Văn trái tim. 12 Giác Cá Năng là gan. 13 Ký Lô Má Căng màng phổi. 14 Bí Ha Căng bao tử. 15
Bắp pha xăng, buồng phổi, 16, an tăng, ruột già, 17, an tá, vú năng, ruột non, 18 là ú đá, riêng, vật thực, mới, 19, canh xăng, phẫn, 20, mắt tá, luôn găng là ốc. A. Nhóm đất, bá tha quỳ thà tú, địa đại. B. B lớn, nhóm nước, A. Bồ tha tú, thủy đại, 21, bích tăng là mật, 22, sen hăng, đà đàm, 23, búp bồ là mũ, 24, lô hí tăng là máu, 25, xê thô, mồ hôi, 26, mê đô, mỡ đặc, 27, át xú, nước mắt, 28, quá xa, mở lỏng, 29, khê lô là nước miếng, nước bọt, 30, xin, kha ni ca, nước mũi, 31, lá si ca, nước nhớt trong các khớp xương, và 32 là mút tăng, nước tiểu. Dạ, như vậy là hết rồi, mấy ta xin xuống mất ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào thầy kinh và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, thầy nhân xin đọc và cảm ơn đức Phật mình đọc bài. Một cây sa tóc mọc trên da đầu, hai lô ma lông mọc toàn thân, mọc toàn da thân, ba nắc kha móng mọc 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, bốn đanta răng mọc hai hàm răng trên và dưới, năm tát châu da bao bọc toàn thân, 6 măng xăng thịt dính với xương, 7 na rú gân có toàn thân, 8 ách thi xương, 9 ách thi mi chăn tủy trong ống xương, 10 căn thận, 11 há đa nhân trái tim, 12 giác cá năng gần, 13 kilo mắc căng màng phổi, 14 bí hắc căng bao tử, 15 bắp pha xanh buồng phổi, 16 an tăng ruột già, 17 an tăng huyết năng ruột non, 18 udariyang vật thực, mới 19 cá đi xanh khoảng, 2 mát thác luân gan ấp, nhóm B nhóm nước A bồ thạc tú thủy đại, 21 ít tăng mật, 22 xin hăng đàm, 23 búp bồ mũ, 24
lô hí tăng mám 25 xê đô mồ hôi 26 mê đô mở đặt 27 áp súc nước mắt 28 quá xa mở lỏng 29 kilo nước miếng bọt 30 sinca nica nước mũi 31 laxica nước nhớt trong các khớp xương 32 mức tăng nước tiểu. Dạ, tự nhiên đã đọc xong. Dạ, bây giờ tự nhiên xin mang xuống đất. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được đọc 32 thể trược. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn cô Tị Duyên. Châu Nguyễn đọc không? Dạ, Châu Nguyễn đọc thì Nhật Quỳnh phát bài ra cho Châu Nguyễn đọc. Châu Nguyễn cầm bích được không? Châu Nguyễn đọc trước hả? Rồi. Nhật Quỳnh đọc, Nhật Quỳnh xin phép không phát bài nha. Một cây sa tóc mọc trên da đầu, hai lô ma lông mọc toàn da thân, ba nát kha móng mọc 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, bốn đanh ta răng mọc hai hàm răng trên và dưới, năm tác cô da bao bọc toàn thân, sáu măng săn thịt dính với xương, bảy ná hà rú gân có toàn thân, tám ách thí xương, chín ách thí minh chăng tủy trong ống xương, mười quách căng thận, mười một hát đá dân trái tim, mười hai giác canh năng gan, mười ba kilo mắt căng màng phổi, mười bốn bí hát căng bao tử, mười lăm bách pha xăng buồn phổi, mười sáu anh tăng sụt già, 17 anh tác gú năng sụt non, 18 u đa ri văn vật thực mới, 19 cá ri săn phẩn, 20 mắt ta luân gân ốc, b nhâm nước a phô tha tú thủy đại, 21 bích tăng mật, 22 sinh hăng đàm, 23 búp bô mũ, 24 lô hí tăng máu, 25 xê đô mồ hôi, 26 mê đô mở đặc, 27 ách xú nước mắt, 28 quá xa mở lỏng, 29 khê lô nước miếng nước bọt, 30 sinh kha ni ca nước mũi, la si ca nước nhớt trong các khớp xương, 32 mút tăng nước tiểu. Đặt một bức hài. Dạ, dạ kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con kính lạy chư tôn đức tăng ni, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. À. À nhóm đất bát tháo quỳ thà tú địa đại, một kê sa tóc mọc trên da đầu, hai lồ ma lông mọc toàn da thân, ba nát kha móng mọc 10 đầu ngón tay, 10 ngón chân, 4 đanh ta răng mọc 2 hàm răng trên và dưới, 5 tắc cô da bao bọc toàn thân, 6 măng săn thịt dính với xương, 7 ná hà rú gân có toàn thân, 8 á thí xương, 9
Athi Minh Trăng Tủy trong ống xương. 10. Quắc Căng Thận. 11. Há Đa Văn Trái Tim. 12. Giả Cá Năng Gan. 13. Kí Lô Mắc Căng Màng Phổi. 14. Bí Hắc Căng Bao Tử. 15. Bắp Pha Sang Buồng Phổi. 16. An Tăng Ruột Già. 17. An Tơ Gu Năng Ruột Non. 18. U Đa Ri Văng Vật Thực Mới. 19. Cá Ri Sang Phẫn. 20. Mắt Tá Lùn Gặp Ốc. B. Nhóm Nước Apo Tha Tú Thủy Đại. 21. Bít Tăng Mật. 22. Xem Hăng Đàm. 23. Búp Bô Mũ. 24. Lô Hí Tăng Mẫu. 25. Xê Đô Mồ Hôi. 26. Mê Đô Mở Đặc. 27. Á Xú Nước Mắt. 28. Quá Xa Mở Lỏng. 29. Khê Lô Nước Miếng Nước Bọt. 30. Xin Kha Ni Ca Nước Mũi. 31. Lá Xí Ca Nước Nhớ Trong Các Khớp Xương. 32. Mú Tăng Nước Tiểu. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn đạo tràng. Con xin phép được xuống mic ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thủ chồng Nguyễn. Dạ, kính mời Vinh Kinh trở lại đạo tràng. Ngài Nhật Quỳnh không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Kính mời Vinh ạ. Đây, sa thủ. Dạ, chúng ta học xong cái phần 32 thể trược ha. Và cái mục số 4. Rồi chúng ta bước qua mục số 5. Và số 4, 1, 2, 4 ha. Và 5. Và tứ đại. Là về phần trong phần niệm thân ấy, là năm tứ đại hai chấm đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió rồi. Số 6, mục số 6 là tử thi. Mục 6 tử thi có 4 nhóm. Tử thi có 4 nhóm. Mục số 6 tử thi, tứ đại là mục số 5 nha. Ghi số 5 tứ đại. Đất nước lửa gió, thì số 6 tử thi. Bỏ số lại cho đúng nha. Số 5 là tứ đại, đất nước lửa gió. Số 6 là tử thi. Có 4 nhóm. Alo. Đã mất tiêu rồi. Alo, còn nghe nó không? Sao im lâu rồi? Sao tử thi có 4 nhóm. Rồi, à, để boss nghe lại luôn. À, tử thi có 4 nhóm. À, chúng ta gửi lên luôn, khỏi câu ha. Khỏi đọc như chép, ngày mệt, ngày soạn ra sẵn rồi ha. Rồi, 2 xuất khác. A, nhóm A là tử thi quăng bỏ nghĩa địa 1, 2, 3 ngày, tử thi ấy trương phòng lên, xanh đen, thắt khó. B là các loài quạ, diều hâu, chim, kênh, giả can, côn trùng, ăn.
là như tử thi đó. Và nhóm C là các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu. À, dính thịt và máu còn được các đường gân cốt lại, cột lại. À, các xương còn liên kết, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. À, với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại và chỉ còn xương không dính lại với nhau. Rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, xương bắp vế, vân 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 vân. À, rồi cái cuối cùng là D, là toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn đống xương lâu hơn một năm là chỉ còn xương thối trở thành bột. Thì như vậy chúng ta thấy rằng về niệm về tử thi thì mình phân được bốn loại như vậy, bốn nhóm như vậy, để chúng ta thấy được cái thân xác của chúng ta khi chết đi sẽ trở nên như vậy. Rồi đó là sáu cái đề mục về niệm thân. À, chúng ta nắm được tổng quát, biết được chúng ta có được cái khái niệm về những cái này. Rồi còn từ từ chúng ta sẽ đi sâu vào chuyên môn hơn. Rồi tiếp theo số 2 lớn, niệm thọ. Số 2 La Mã, niệm thọ. Niệm thọ dòng có 3. Họ có ba: khổ, lạc, xả. Khổ, lạc, xả, tức là mình nói theo tổng quan nha, khổ, lạc, xả. Thì khổ thì ưu, lạc, hỷ, rồi xả. Thì nếu mà phân năm thì nó có khổ, ưu, lạc, hỷ, xả, phân năm. Dùng phân ba cho nó dễ hiểu không? Khổ, lạc, xả, rồi mở ngoặc cái thuộc vật chất. Phải không thuộc vật chất. Thuộc vật chất, phải không thuộc vật chất. Gạch ngang cái nội, ngoại, gạch ngang cái sanh, diệt, đúng không? Khổ, lạc, xả, bảo mặt thuộc vật chất, không thuộc vật chất. Đúng rồi, hai cái đó rồi mình gạch ngang cái đi, gạch ngang cái phân ra riêng ha, phân ra riêng rồi tới phần là khổ lạc sẽ thuộc về nội nội phần ngoại phần đó, ghi rõ luôn nội phần ngoại phần. Rồi gạch ra nữa, sanh, diệt. Rồi đóng ngoặc lại, sanh, diệt, đóng ngoặc lại. Rồi tức là niệm thọ, có ba cái loại thọ để chúng ta ghi nhận, ghi niệm, tức là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, tức là nó phân theo ba. Còn nếu phân theo năm thì chúng ta có khổ, ưu, hỷ, lạc và xả, theo phân năm. Thì những cái niệm thọ này khi chúng ta nó được phân là trong kinh giải có nhiều cách, tức là thuộc về niệm thọ liên hệ đến vật chất, tức là liên hệ đến những cái gì thuộc về vật chất, về thân của mình, hoặc là không thuộc vật chất, thuộc về nội phần, về tâm. Hoặc là bên nội phần là nội, ngoại phần là phía bên ngoài. Trong kinh cũng có chỗ nói là quán cái cảm thọ của người khác nữa, cũng là ngoại phần. Rồi quán thọ sanh như thế nào và nó diệt như thế nào, thì là sanh và diệt. Đó là niệm thọ cách sơ lược như vậy ha. Rồi xuống dòng số 3 La Mã, niệm tâm. Ba La Mã, niệm tâm. Bây giờ có 6 nhóm. Niệm tâm có 6 nhóm. Chấm. Nhóm 1. Tham, sân, si. Nhóm 1. Tham, sân, si.
Bóp cái này lên cho quý vị luôn ha, khỏi mấy câu đọc ha. Với tâm tham, với tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Hay với tâm không tham, biết rằng tâm không tham. Hay với tâm có sân, biết rằng tâm có sân. Hay với tâm không sân, biết rằng tâm không sân. Hay với tâm có si, biết rằng tâm có si. Hay với tâm không si, biết rằng tâm không si. Tức là đây là niệm về tâm, nhóm thứ nhất. Và khi cái tâm mình phát sinh tâm tham thì chúng ta phải biết tâm mình đang có tham. Hoặc là lúc đó tâm mình, trong tâm mình lúc đó không có tham thì mình biết là tâm không có tham. Cũng vậy sân si cũng như thế đó. Là vấn đề nhóm thứ nhất là liên hệ đến tham sân si. Rồi nhóm 2. Nhóm 2. Thâu nhiếp và tán loạn. Thâu nhiếp và tán loạn. Thứ hai, thâu nhiếp và tán loạn. Tức là với tâm mà thâu nhiếp thì biết rằng tâm được thâu nhiếp. Thâu nhiếp tức là gom lại đó, tâm được gom vào đối tượng đó. Với tâm tán loạn thì biết rằng tâm bị tán loạn. Đó là nhóm 2. Rồi nhóm 3. Quảng đại và không quảng đại. Thứ ba, quảng đại và không quảng đại. Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được quảng đại. Quảng đại rộng lớn. Với tâm không quảng đại, làm biết rằng tâm mình không có được quảng đại. Rồi, tới nhóm 4. Hữu hạn và vô hạn. Hay mở ngoặc vô thượng. Hữu hạn, vô hạn hay là vô thượng. Vô thượng, thượng. Vô hạn hay là vô thượng thì cũng có đồng nghĩa, vô hạn hay vô thượng. Hữu hạn, hữu mà hữu, hữu hai chữ u, hữu. Hữu hạn hay vô hạn. Rồi. Với tâm hữu hạn, biết tâm hữu hạn. Với tâm vô thượng, biết rằng tâm vô thượng. Hay với tâm vô hạn, biết rằng tâm vô hạn. Đó là vấn đề của cái nhóm thứ tư. Rồi nhóm thứ năm. Định và không định. Nhóm 5, định và không định. Rồi, với tâm có định, biết rằng tâm có định. Với tâm không định, biết rằng tâm không định. Tức là có định thì cũng biết, mà không định thì cũng biết luôn. Chứ không phải là không định, không biết. Cho nên với tâm có định thì biết tâm có định. Với tâm không định, biết rằng tâm không định. Rồi, nhóm cuối cùng là nhóm 6. Là nhóm giải thoát và không giải thoát. Nhóm 6 là giải thoát và không giải thoát. Rồi, nhóm 6 giải thoát và không giải thoát. Tức là với tâm giải thoát, tức là tâm mình có sự giải thoát rồi đó, thì mình biết rằng có giải thoát. Là phải biết, giải thoát thì biết, phải có nhiều người nói người giải thoát không biết. Với tâm giải thoát, biết tâm có giải thoát. Và với tâm không có giải thoát, cũng biết luôn rằng tâm mình chưa có giải thoát. Thì đó là rơi vào, đặt trong vào cái nhóm thứ 6. Rồi, đó là thuộc về niệm tâm. Rồi, cái niệm cuối cùng là số 4 là niệm pháp. 4 là mã, niệm pháp.
Niệm pháp có bốn nhóm, có bốn nhóm. Một, năm tiền cái. Một, năm tiền cái, hai chấm. Một, năm tiền cái, hai chấm. Tham dục, sân hận, hôn thủy, đạo hối, nghi. Đó là năm tiền cái. Tham dục, sân hận, hôn thủy, đạo hối, nghi. Nghi rồi, đó là 50 tiền cái. Đây là mình quán niệm về 5 tiền cái ha. Rồi số 2 là năm thủ uẩn, hai chấm. Số 2 năm thủ uẩn. Năm âm, âm là gì? Năm thủ uẩn, năm cái ngũ uẩn mà chấp thủ á, là năm thủ uẩn, hai chấm. Sắc thọ tưởng hành thức, năm cái uẩn nó mà chấp thủ thì là năm thủ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức. Rồi số 3 là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc tinh hương vị xúc pháp. À, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là sáu nội xứ, các tinh lương vị xuất pháp và sáu ngoại xứ. À, rồi tới số 4 thất giác chi hay là bảy giác chi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc tinh khí vị xuất pháp. Sơ lược đủ gì nắm được những cái chi pháp ha, để mình đi vô sâu mình dễ hiểu hơn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc tinh khí vị xuất pháp nữa, thiếu cái nó thành sáu ngoại xứ. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc tinh khí vị xuất pháp. Sắc tinh khí vị xuất pháp. Trời ơi, học mấy mấy chục năm rồi đọc không nghe, đọc không nắm quyền trời. Rồi đúng rồi đó. Rồi xa thấu. Rồi tới số 4 là thất giác chi hay là bảy giác chi. Bốn này số 7 vậy, thất giác chi thất là 7 á. Bảy giác chi, hai chấm. Niệm, niệm trạch tấn hỷ khinh định xả. À, thất giác chi, niệm trạch tấn hỷ khinh định xả. À, thì trong tâm mình có những cái pháp này phát sanh, mình phải có sự biết rõ liền. À, tâm có niệm, biết tâm có niệm, tâm có trạch pháp và trí tuệ, biết có trí tuệ, có tinh tấn, có hỷ, có khinh, có định, xả là phải biết rõ. Như vậy là niệm pháp các chi, niệm trạch tấn hỷ khinh định xả. Niệm trạch tấn hỷ khinh định xả, niệm trạch tấn hỷ khinh định xả.
Nhanh gì đâu, nhanh ta. Cái này là quý bà, quý cô, quý cậu, quý chú nghe rồi, hết room này qua room khác rồi, hết vị này tới vị khác giảng liên tục, mà giờ chỉ cần nhắc lại cái này nó nhớ liền chứ. Thì nói thứ cái chi là trong đầu mình phải làm cái rẹt, cái là niệm trật tấn nhĩ kinh tịnh xả liền. À, vậy mới được chứ, làm MC Nhật Quỳnh, làm MC hết trong này tới trong khác, là thuộc như cháo là, pháp là nằm trong máu luôn, bây giờ nói thứ nhất chi rồi đó. Rồi đó là cái thứ mấy qua rồi, số 4 là thứ nhất chi à. Rồi cái ủa à, nhóm 1 là năm truyền cái đúng không, nhóm 2 là năm thủ uẩn, ba là sáu nội xứ, bốn là thất giác chi, nhóm năm nữa còn nhóm nữa, sửa lại niệm pháp có năm, ghi lộn, thiếu có thiếu nhóm, có năm nhóm niệm pháp có năm nhóm, sửa lại nha. À, số năm là tứ diệu đế, năm tứ diệu đế là niệm pháp có năm nhóm chứ không phải có, không phải có bốn nha, sửa lại nha, niệm pháp có năm nhóm. Và nhóm thứ năm là tứ diệu đế, hai chấm khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo à, là tứ diệu đế. Sửa lại cái cho nãy nha, cái năm nhóm nha, sửa lại. Rồi, khổ tập diệt đạo post lên cho quý vị nắm cái ý luôn. À, trong cái khổ tập diệt đạo, thứ nhất là thế nào là khổ thánh đế, ví dụ đế là khổ thánh đế, thì sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ u não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. À, là khổ thánh đế. Rồi thế nào là khổ tập thánh đế, cái chữ tập này nó là nguyên nhân ha, thế nào là khổ tập thánh đế, sự tham ái đưa đến tái sanh à, cái sự tham ái mà, do sự tham ái mà dính mắc đưa đến sự tái sanh, câu hữu với hỷ và tham tìm cầu hỷ lạc à, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái, hữu ái, vô hữu ái à, đó là cái thứ hai là khổ tập thánh đế. Cái thứ ba là thế nào là khổ diệt thánh đế, tức là sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy à, tức là sự diệt tận hoàn toàn, diệt tận luôn, không còn có gì hết, không còn có gì sót của sự luyến tiếc tham ái ấy. Sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy thì được gọi là khổ diệt thánh đế, tức là niết bàn á. Thế nào là khổ diệt đạo thánh đế, tức là khổ diệt đạo thánh đế là con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là đây là bát chánh đạo, đó là bát chi thánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định à, đó là nói sơ lược về à, niệm pháp trong cái tứ diệu đế, đó là như vậy. Rồi trong cái bài kinh về tứ niệm xứ đó, thưa à, Đức Phật trong phần cuối cùng, phần kết của cái bài á, thì Đức Phật có tuyên bố cho chúng ta thấy, và chúng ta sẽ đọc nguyên văn bản dịch của vấn đề là như vậy. Này các tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ, tức là tu tập về cái tứ niệm xứ này đó, vị nào tu tập bốn niệm xứ này á, như vậy trong 7 năm vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn, là quả thứ ba, tam quả đó. Rồi tiếp theo là này các tỳ kheo,
không cần gì đến 7 năm, tức là không cần 7 năm. Một vị nào tu mà về tứ niệm xứ này á, như vậy trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 5, 3, 2 năm, 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả, một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, tức là thành quả tu A La Hán đó. Hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. À, một là chánh trí, hai là hữu dư y bất hoàn. À, rồi. Rồi, tiếp đến là mà này các tỳ kheo không cần gì đến một năm. Một vị nào tu tập tứ niệm xứ trong 7 tháng, vị ấy có thể cũng chứng được hai quả như vậy. À, chánh trí ngay hiện tại, nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Rồi Đức Phật dạy tiếp lần này các tỳ kheo không cần gì 7 tháng. Một vị tu tập tứ niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, vân vân, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, tức là còn dư sót thì chứng được quả bất hoàn. À, này các tỳ kheo, không cần gì nửa tháng. Một vị nào tu tập tứ niệm xứ này trong 7 ngày thôi, à, tức là Phật tuyên bố trong vòng 7 ngày, liên tục trong vòng 7 ngày, vị ấy có thể chứng đắc một trong hai quả vị đó. Tức là một là chứng chánh trí, tức là A La Hán ngay trong hiện tại. Hai, nếu còn dư thì chứng quả bất hoàn. À, Đức Phật tuyên bố là từ 7 năm cho tới 7 ngày, nếu mà ai mà tu tập tứ niệm xứ này một cách rốt ráo, một cách là tròn đủ trọn vẹn, à, thì có thể chứng được A La Hán quả, và hoặc là nếu còn dư sót thì chứng được A La Hán quả. À, thì đó là cái lời tuyên bố của Đức Phật cuối cùng của cái bài kinh tứ niệm xứ. Và Đức Phật tuyên bố này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Thì quý vị thấy là Đức Phật tuyên bố cái con đường này là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, tức là con đường duy nhất để đưa đến sự thanh tịnh. À, có nhiều người nói là cái kinh tứ niệm xứ này nó không phải là con đường độc nhất, bởi vì con đường độc nhất là bát chánh đạo. Thì vậy những vị này hiểu sai lầm, bởi vì con đường bát chánh đạo là đã thành tựu rồi, nó đào trong đạo và quả. À, cái đó không thể gọi là như vậy, bởi vì Đức Phật nói đây là con đường độc nhất, tức là chúng ta phải bước vào cái con đường đạo lộ, là phải hành tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực thất giác chi, rồi mới đi đến thánh đạo, tức là bước vào trong bát chánh đạo. À, thì như vậy đây là con đường độc nhất, nếu chúng ta đi ra ngoài đường này là không thể thành tựu được. À, cho nên đây là con đường độc nhất, tức là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Thì khi mà đi vào con đường này hành cho đúng đó, thì chắc chắn trong vòng 7 năm hay là 7 ngày sẽ đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ, thành tựu. Thì lúc này mới thành tựu chánh lý. À, cái này mới thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. À, tức là lúc đó đạo quả sanh, tâm đạo tâm quả sanh, lúc đó là bát chánh đạo đồng sanh, lúc đó bát chánh đạo sanh lên, lúc đó chúng ta mới gọi là bát chánh đạo. Còn bình thường chúng ta chỉ là một khởi đầu bằng cái con đường tứ niệm xứ, thì từ con đường tứ niệm xứ nó mới dẫn đi đến bát chánh đạo. À, như vậy đó là tứ niệm xứ, con đường độc nhất. À, Đức Phật tuyên bố như vậy. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta được biết và học về cái tâm sở niệm hôm nay, rất là độc đáo, rất là sâu sắc trong cái vấn đề tu học. À, hy vọng là quý vị nắm được cái tâm sở niệm này và hiểu được những cái chi pháp nó một cách rõ ràng, để khi mà chúng ta có một cái pháp quan hỷ mà muốn đi vào được pháp hành, thì chúng ta coi kỹ những cái chi phần đó để chúng ta bước vào con đường pháp hành, để không bị lầm lẫn, không bị rơi vào trong tà niệm, hoặc là chúng ta không bị rơi vào trong cái trường hợp mà niệm thuộc về lý trí. À, chúng ta phải nhờ pháp học mà chúng ta mới đưa đến pháp hành. À, nếu mà pháp học chúng ta không có thì chúng ta khó sâu được trong pháp hành. Con đường đạo quả là ảnh hưởng, đạo quả là thành tựu rồi, tâm siêu thế, tức là lúc đó mình bước qua cái giai đoạn mà tu tập rồi, đạt tới giống như mình học tới hết trung học, bước qua đại học rồi, tức là nó vượt qua cái vấn đề đó rồi, chúng ta đã thành tựu đạo và quả rồi.
chúng ta không còn phải vướng bận gì đó, tức là đã xong những việc làm, đã xong, đã đạt được những đi đến đạo quả sơ nhị tam tứ thành tựu a la hán quả. Như vậy chúng ta cái đã đi hoàn tất được cái con đường của mình, đó là như vậy. Rồi xong cái phần này ha, rồi cuối cùng là chúng ta những điều cần ghi nhớ. Hai chấm. Cuối cùng của cái bài hôm nay á, những điều cần ghi nhớ. Nào hóa là ngủ đây ạ. Có chứ, lộ trình tu đắc đạo đạo quả có chứ, lộ trình đắc đạo đắc quả đó có, coi là cái phần lộ trình tâm. Những điều cần ghi nhớ, dòng gạch đầu dòng, có mặt trong các tâm tịnh hảo, có mặt trong các tâm tịnh hảo, rồi xuống dòng gạch vào dòng đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại cộng 13 tâm sở tợ tha, đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại cộng 13 tâm sở tợ tha. Rồi, xuống dòng tiếp theo là hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký. Hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký. Thuộc giống thiện quả và duy tác, thuộc giống thiện quả và vị tác, rồi đồng sanh với ba nhân thiện, đồng sanh với ba nhân thiện. Rồi tương hợp với hai thọ hỷ và xả, tương hợp với hai thọ hỷ và xả. Rồi tiếp theo là tương ưng với tứ danh uẩn, tương ưng với tứ danh uẩn. Rồi tương ưng với sắc uẩn,
Đó là chúng ta đã học xong cái tâm sở niệm, tất cả những chi tiết chúng ta được biết. Thì khi những tâm sở niệm này nó có mặt trong tất cả các tâm thuộc về tịnh hảo, tức là những cái tâm nào tịnh hảo thì nó đều có mặt hết, đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại. Bởi vì tâm sở tịnh hảo thì nó có 25, thì tâm sở niệm là một, tâm sở tịnh hảo 24 cái còn lại là đồng sanh chung, cộng với 13 cái tâm sở tự tha, tức là 13 cái tâm sở đó mà luôn luôn có mặt trong tất cả các loại tâm. Và tự tha là tùy theo, có một cái có khi có khi không, tùy theo. Thì như vậy đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại cộng 13 tâm sở tự tha. Nó hiệp cùng thể tánh thiện cũng có, đã vô ký cũng có, rồi giống thiện cũng có, giống quả, giống gì đó cũng có. Và nó đồng sanh với ba nhân thiện, vô tham, vô sân và vô si. Rồi tương hợp với hai thọ hỷ và xả, tức là nó có mặt trong những cái tâm thuộc về có liên hệ đến hỷ và xả. Rồi tương ưng với tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức, và bất tương ưng với sắc quẩn. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã học được một cái tâm sở, được gọi là một cái tâm sở cực kỳ quan trọng, mà cũng rất khó hiểu và cũng rất khó áp dụng trong cái đời sống tu học của mình. Cho nên đa số chúng ta thường hay bị lẫn quẩn trong vấn đề này, bị lầm lẫn, bị hoang mang, bị hoài nghi, không biết mình tu tập như vậy có đúng hay không, không biết mình tập cái chánh niệm như vậy có đúng hay không. Người thì nói này, người thì nói kia. Bây giờ chúng ta không có nói gì hết, chúng ta căn cứ theo chánh tạng, căn cứ theo chú giải, sớ giải chúng ta học. Và từ cái này chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Tâm sở niệm là một tâm sở rất là tuyệt vời. Tâm sở giúp cho mình đi sâu vào trong pháp hành. Và nếu mà cô Meta, cô Nhật Quỳnh, hay là Châu Nguyễn, hay là gì đó, Phổ Phổ Biển, vân 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 vân, như quý vị là muốn đi vào pháp hành thật sự, mình coi kỹ cái bài này, nghiên cứu cho kỹ ha, nắm cho rõ cái nghĩa, xong mình đi vô, quăng hết đồ đạc, dẹp hết, kiếm chỗ nào đó, lên rừng lên núi gì đó ha, chuối kiếm hang cốc gì đó, mình vô đâu nở mình luyện luyện 7 ngày xong đắc đạo liền. 7 ngày xong là phải tu đầu quần cho lên là phải rè ha. Lào luôn, ở nhà lào luôn, nhà đóng cửa luyện luôn, đóng cửa luyện liền, vô áp dụng cái tâm sở niệm này, vô quăng vô luyện luyện cho tới khi nào mà trong những 7 ngày liên tục ra là khỏe re đó. Ngon lắm. Rồi cũng do phước quý báo hôm nay chúng ta học, cầu mong cho tất cả quý vị luôn có được một cái tâm sở niệm tốt đẹp vững chắc, và là hành trang đưa chúng ta đến thành tựu đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Mại, Nam mô Sa Khai Giá. Năm mô Bụt Thầy Giá, dạ Nhật Quỳnh thấy bàn tay của chị Meta. Dạ chị có muốn cầm mic không? Nhật Quỳnh chào hoài không thấy chị cầm mic. Dạ chị Meta có nghe Nhật Quỳnh không? Chị có muốn cầm mic không? Nhật Quỳnh thấy bàn tay của chị. Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chị Meta ơi, cho Nhật Quỳnh tín hiệu đi. Chị có cầm mít không? Chị có muốn cầm mít không? Mà chị có muốn cầm mít không thì Nhật Quỳnh nhường mít cho chị cầm. Dạ mời chị. Dạ chị Meta thôi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ kính Minh Kinh nha. Rất là tha thú tri ân Quỳnh, nhưng mà Quỳnh nói bài học ngày hôm nay rất là khó. Nhưng mà Quỳnh đọc nhanh quá, Nhật Quỳnh bó tay luôn, và không thể nào gõ kịp luôn. Mà không gõ kịp thì không thể hiểu nổi bài. Và phải chậm chậm đó Quỳnh. Mình gõ rồi có thời gian còn suy nghĩ.
mà cứ nhắm mắt nhắm mũi gõ lia gõ lịa gõ không xong rồi là trả lại cho thầy hết. Dạ, đạo tràng có đồng ý không? Hôm nay sao mà huynh chạy cũng như là máy bay luôn chứ còn không phải là xe hơi nữa, thì làm sao mà gõ kịp được huynh? Thân thì già cả mà học thì học lớn, em thi dởm mà huynh làm như Nhật Quỳnh là mà thứ thiệt gì đó. Dạ, ngày mai ngày mốt chắc huynh phải dạy lại bài này luôn. Dạ, không kịp chép bài luôn. Ví dụ như mấy lần trước cái huynh dạy rồi, cái huynh giảng xong rồi thì gom bài lại đưa lên cho đạo tràng, còn này huynh nói không gõ còn không kịp nữa, nghe cũng không kịp luôn. Dạ, lỗ tai già rồi nghe không kịp huynh ơi, huynh chậm chậm lại chút nha, chắc tuần sau học lại đi huynh ơi, cho bảo đảm chứ đã di diệu pháp đã khó, đối với Nhật Quỳnh và đạo tràng cũng rất là khó chứ không phải chỉ có bậc thầy thì nghe mới hiểu nổi, chứ còn cỡ Nhật Quỳnh là thua rồi, bỏ tay rồi huynh ơi. Dạ dạ, quỳ cũng được luôn, nhưng mà quỳ rồi thì cho học chậm lại chứ quỳ mà đọc nhanh cũng, dạ đúng rồi đó, còn té hoài nữa chứ, trời ơi bao thoát rồi nó té tết tết đùng 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 luôn, trời ơi nội mà chạy vô chạy ra cũng tối mặt rồi, huynh không thông cảm đọc trời giờ hết. Dạ thôi, dạ dạ xa thú lạnh thai. Dạ, thiệt định không, quỳnh làm không kịp luôn, hai cái tay muốn rụng rời luôn rồi đó. Dạ dạ xa thú lành thai. Dạ Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung kính tri ân huynh kinh đã bỏ thời gian chỉ dạy và học trò có ý kiến, tại vì muốn thu nhập được tốt chứ không phải là chê trách gì huynh đâu. Dạ huynh dạy gì thì giỏi lắm rồi, nhưng mà tại vì học trò dở nên kính mong thầy thông cảm cho một chút. Dạ, dạ chậm chậm đương chút để còn thu nhập, chứ còn ngoài dạy nhanh quá thì thôi bó tay luôn á. Chạy nhảy nhanh quá Như Quỳnh chạy trốn luôn quý vị. Dạ tại Như Quỳnh có bài không kịp, cũng hiểu không kịp nữa chạy trốn luôn. Dạ nó mời Bố Tha giá bây giờ Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp sau cùng thỉnh Quỳnh chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nó mời Bố Tha giá kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tâm ăn ghê nà quanh đê hăng qua đà phạm xung và ruột tâm ăn bước thể vô khá lý tổ đô sâu bột thô cà mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sao tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê nà quanh đê hăng thẩm manh cha đều vi thăng và răng thầm mê vô khá lý tô đô sâu thầm mô khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê nà quanh đê hăng sẵn khanh cha đều vi thốt tâm ăn sẵn khê vô khá lý tô đô sâu sẵn khô khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và cung thỉnh Quỳnh kinh chúc phúc cho đạo tràng để đạo tràng trồng đủ phước báo, và kính mong một lần nữa kính mong thầy đọc chậm chậm và chậm chậm mà năm một bức thai giá. Dạ kính mời. Hôm nay là người ta còn boss lên dùm, người ta không có đọc cho chép nữa, người ta thương tình dữ lắm, người ta đọc chậm rì, người ta đọc nhanh khổ ghê. Gì mà MC mà thuộc loại cao thủ room nào cũng có mặt, cũng được nghe pháp là mấy chục năm nay nè, nghe nói tới tứ diệu đế Thích Giác Chi là mình phải biết liền, hiểu liền nha, nghe ngũ căn ngũ lực thì phải biết, phải biết liền. Cao thủ bây giờ còn đọc từ chữ giá là đi, còn mình lướt cái là mình phải thấy liền đề mà làm ra rác liền, hay mà đánh ra liền. Học như một người sinh viên là gọi là cao cấp chứ đâu phải thường đâu.
Rồi muốn chậm lại kìa, sao đọc rề rề chậm à, chậm cho mất thì giờ ráng chịu nha. Rồi hôm nay chúng ta rất là sa thú để học những cái tâm sở rất là tốt đẹp, giúp cho chúng ta có được khái niệm, những cái căn bản, những cái chìa khóa để đi vào trong tập hành. Hy vọng nó sẽ là hành trang để giúp chúng ta vượt thoát khỏi sầu u vi khổ lu não, thành tựu chánh trí. Bao tu sap ba mang ga lang rakhan tu sap pa de vata sap pa vutan pha ve na sa la sa thi pa wan tu te bao tu sap ba mang ga lang rak sap pa de vata sap pa tham ma pha ve na sa la sa thi pa wan tu te bao tu sap ba mang ga lang rakhan tu sap ba de vata sap pa sang kha nu pha ve na sa la sa thi pa. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Do phước quý báo mà chúng ta học được ngày hôm nay, xin nguyện hồi hướng đến tất cả các thân bằng quyến thuộc, các vị đại phạm thiên chư thiên cùng tất cả chúng sanh trong tam giới, và nguyện cho cả chúng ta luôn có được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ đồng điện nhập cả thể. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khai Giác. Sa thủ lành thai ya ni thắp phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tặng đê wa ma nu sư vụ chi tăng bột thăng nam a sa na sư vát ni hộ tu ya ni thắp phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tặng đê wa ma nu sư vụ chi tăng thẩm mang nam a sa na sư vát ni hộ tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta lệ kê ta tha ca tặng đề wa ma nu sư vô chi tăng sẵn khăn nam a sa na sư vạt thì hô tu hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, và hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lời. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến